À, đây là cái chè dưỡng nhan mà Hạnh mới vừa nấu xong luôn, thì chè rất là thơm nè, thơm lá dứa, thơm những cái nguyên liệu ở trong chè nè, rồi ăn thì nó rất là thanh mát nha. À, vừa ăn vừa uống, mình uống rồi mình nhai nhai á, nó rất là vui miệng mà nó rất là ngon nữa, lại bổ dưỡng nữa ha. À, bổ sung collagen nè, trẻ hóa nè, giúp săn chắc da, nói chung là phù hợp cho chị em phụ nữ, tốt cho chị em phụ nữ mình, cho nên là mấy chị em vào bếp cùng nấu với cơm quê miền Tây cái món chè dưỡng nhan này nha. Chào cả nhà nha. Hôm nay Hạnh sẽ chia sẻ đến cả nhà cái món nước uống rất là bổ dưỡng, có tác dụng thanh lọc cơ thể nè, bổ sung collagen, đẹp da, chống lão hóa, rất là thanh mát luôn, phù hợp cho chị em phụ nữ. Thì cái chè dưỡng nhan này thì Hạnh mua cái set người ta đã phân sẵn liều lượng như thế này rồi nè. Thì sẽ nấu với 4,5 lít nước. Nếu như mà mình thích nấu cái nguyên liệu nào nhiều, cái nguyên liệu nào ít, hoặc là những cái nào mà mình thích đó, rồi những cái nào mình không thích đó, mình không nấu đó, thì mình có thể mua theo cái ý thích của mình, không cần phải mua cái set giống như Hạnh như thế này nha. Ở đây thì Hạnh mua nguyên một set thì người ta sẽ chia sẵn như thế này. Thì ở đây có 250 g đường phèn. Và hướng dẫn nấu với 4,5 lít nước. Và các cái thành phần thì nó sẽ có táo đỏ nè. Táo đỏ thì sẽ có táo đỏ nguyên trái và táo đỏ cắt lát. Hạnh thì Hạnh thích táo đỏ cắt lát hơn. Thì khi mà mình nấu thì nó sẽ dễ uống hơn. Nó sẽ cái lát cắt nó sẽ vừa với lại những cái nguyên liệu này, nó sẽ không quá to. Còn nguyên trái mà khi mình nấu mình vô chai mình uống thì rất là khó uống. Cho nên là cái táo nguyên trái này lát nữa Hạnh sẽ cũng sẽ cắt lát ra luôn. Còn ở đây là nhãn khô, còn gọi là nhãn nhục đó cả nhà, hạt sen, nấm tuyết, tuyết yến. Ở đây thì người ta gọi là tuyết yến, nhưng mà Hạnh cũng không có chắc nó có phải là tuyết yến hay không nữa, tại vì cái set này chỉ có 55 ngàn thôi, mà tuyết yến thì nó rất là mắc, mình cứ tạm tin nó là tuyết yến đi ha. Còn ở đây là hạt bồ mễ, đây là bông của đông trùng hạ thảo. Kỷ tử thì mình nấu một lượng như thế này nè, với 4,5 lít nước thì ở đây chỉ có 10 g kỷ tử thôi, tại vì cái kỷ tử này thì nó giúp cho sáng mắt nè, nhưng mà mình không có được dùng nhiều quá, nhưng dùng nhiều quá thì nó sẽ thứ nhất là nó làm cho chua nước, thứ hai là nó sẽ bị tác dụng ngược lại là làm mờ mắt. Và ở đây mình có nhựa đào, nhựa đào thì cái công dụng nó sẽ làm đẹp da. Có một cái thứ có thể thay thế nhựa đào, nếu như mà mình không mua được nhựa đào á, đó là mình sẽ mua mủ gòn, nhưng mà cái mủ gòn thì nó không có tốt giống như nhựa đào nha, nó chỉ mát thôi chứ nó không có công dụng làm đẹp. Còn riêng về cái tuyết yến này nè, nếu như mà mình không mua được cái tuyết yến á, hoặc là cái tuyết yến này nó mắc quá, nếu như mà mình nấu để kinh doanh á, thì mình có thể thay thế cái tuyết yến này bằng mủ trơm. Thì mủ trơm thì nó cũng tương tự như thế này nè, mình ngâm thì nó cũng ra sợi sợi giống giống như vậy đó. Và ở đây có hạt chia. Thì riêng cái phần nhựa đào và cái phần tuyết yến thì ngâm nó rất là lâu nở, cho nên là mọi người sẽ ngâm qua đêm nha, sẽ cho nó vô trong một cái tô nước, cho nhiều nước một tí, tại vì nó nở ra rất là nhiều, mình sẽ cho vô trong một cái tô nước lớn rồi mình cho vô trong ngăn mát tủ lạnh á, mình ngâm qua đêm. Còn riêng những cái nguyên liệu này nè, chẳng hạn như là táo nè, táo mà nếu mà mình không thích cắt lát, mình thích nguyên trái thì mình cứ để mình ngâm nguyên trái nha. Táo, nhãn nhục, hạt bồ mễ, hạt sen, nấm tuyết và kỷ tử, hạt chia thì mình sẽ ngâm khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ rồi mình sẽ mang đi nấu nha. Cho cái da chè của mình nó thơm ngon, nó thanh mát hơn thì Hạnh ở đây mình có chuẩn bị một cái bó lá dứa. Đây là cái phần hạt sen mà sau khi Hạnh đã ngâm được khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi, thì bây giờ mình sẽ đi rửa sạch và cho vô trong nồi mình nấu trước nha, tại vì cái hạt sen là nó lâu mềm nhất luôn. Còn riêng cái phần táo đỏ thì Hạnh đã cắt lát những cái trái táo nguyên á, Hạnh cũng cắt lát ra luôn rồi. Cái này Hạnh cũng đã ngâm 2 tiếng đồng hồ thì cũng mang đi xả nước cho nó sạch luôn. Cái kỷ tử cũng vậy, kỷ tử thì cũng ngâm rồi rửa sạch. Hạt bồ mễ, hạt chia, riêng cái hạt chia thì mình đừng có đổ nhiều nước quá nha, tại vì hạt chia này mình ngâm xong rồi mình sẽ sử dụng luôn cái nước á, cho nên là mình ngâm cho nó vừa đặc như thế này nè, để mình cho nước nhiều quá thì nó sẽ loãng cái nồi chè của mình. Còn nhãn nhục lát nữa mình cũng đi xả lại nước, xả lại nước lạnh cho nó sạch luôn. Còn riêng cái phần mà nấm tuyết này nè,
Thì cái nấm tuyết mà ban đầu khi mà người ta bán cho Hạnh á thì nó cũng đã vụn sẵn rồi, nó đã nhỏ 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 như thế này sẵn rồi, nó không phải là nguyên một cái tay nấm nha. Nếu như mà nó nguyên một cái tay nấm đó thì khi mà trước khi mà mình ngâm á thì mình sẽ xắt nhuyễn nó ra rồi mình mới ngâm. Còn cái này thì người ta đã nhuyễn sẵn rồi, nhưng mà khi mình ngâm á thì nó sẽ lại nở ra, nó to như thế này nè. Thì mình sẽ dùng kéo á, mình nhấp cho nó nhỏ bớt ra. Tại vì đây là mình nấu chè này là thường á là mình sẽ cho vô trong chai á mình uống á, cho nên là mình cắt những cái nguyên liệu nó nhỏ nhỏ như thế này thì nó sẽ dễ uống hơn. Hạnh đã cho vô trong nồi 4,5 lít nước rồi. Bây giờ Hạnh sẽ cho cái hạt sen mà đã rửa sạch vô. Hạnh hầm nha. Mình hầm cho cái hạt sen này nó mềm rồi thì mình mới cho những cái nguyên liệu khác vô. Tại vì cái hạt sen thì nó rất là lâu mềm. Còn những cái nguyên liệu khác thì mình chỉ cần cho vô trong nước nóng mà nó đã chín rồi. Nãy giờ mình nấu hạt sen được khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi đó. Cái hạt sen này nó tương đối rất là lâu mềm, cho nên là nếu như mà bạn nào không có thời gian á, mà mình không có thích cái hạt sen á thì mình có thể bỏ qua hạt sen nha. Và sau 1 tiếng đồng hồ mình nấu á thì cái phần nước ở trong cái nồi này nè nó cũng bị giảm đi cái độ nào, nó cũng bị giảm đi cái lượng rồi, do cái hạt sen nó lâu quá đó, nước nó bị rút đi, rồi mình có thể châm thêm nước cho nó đúng với cái lượng nước ban đầu nha. Rồi tiếp theo là bây giờ là Hạnh sẽ cho đường phèn vô. Mình sẽ cho 250g đường phèn vô. Táo đỏ. Tất cả các cái nguyên liệu mình ngâm xong thì mình phải rửa sạch nha. Riêng cái phần nấm tuyết thì mình nhớ xả qua bớt với nước muối á, bớt với một ít muối để cho nó khử đi cái mùi của nấm nha. Và nhớ nhấp nhỏ. Cho phần nhẵn nhục vô luôn. Tiếp theo là cái bông đông trùng hạ thảo đã rửa sạch. Hạt bồ mễ. Thì sau khi cái phần đường nó tan hết thì mình có thể thêm nêm nếm lại xem có hợp khẩu vị với mình chưa nha. Cái món này thì nó sẽ ngọt nhẹ thôi, tại vì mình uống cho nó thanh mát á. Nếu mà mình muốn uống ngọt nhiều thì mình có thể thêm một tí đường, hoặc là khi mà mình uống lạnh á thì mình sẽ nấu hơi ngọt một tí nè. Và khi mình uống mình cho vào vài viên đá thì mình cũng nên nêm hơi đậm đà một tí. Mình thấy với 250g đường phèn cho 4,5 lít nước thì nó hơi nhạt, cho nên mình sẽ cho thêm một ít đường nữa. Anh đã cho thêm 150g đường phèn, nữa là tổng cộng 400g đường cho 4,5 lít nước. Và bây giờ mình sẽ cho cái phần lá dứa vô nè. Lá dứa thì mình sẽ không có cho vô sớm quá nha, vì mình cho vô sớm quá thì cái lá dứa nó sẽ không có mất mùi thơm đó cả nhà. Cái phần kỷ tử cũng vậy nữa, kỷ tử thì mình sẽ cho vô sau cùng nha, tại vì kỷ tử mà mình cho vô trước á thì nó sẽ rã ra hết luôn á, và lại nó bị chua nữa. Rồi bây giờ cho lá dứa vô thì sẽ cho luôn nấm tuyết vô luôn. Cái phần hạt chia nè, tuyết yến và nhựa đào thì khi mà chè nguội á thì Hạnh mới cho vô nha. Tại vì nếu mà cho vô trong lúc chè nó còn nóng á thì các cái loại đó đó nó sẽ rã ra thành nước hết luôn, nó không có giòn nữa. Cho nên là Hạnh khi nào mà cái chè này nguội thì Hạnh mới cho những cái nguyên liệu đó vào và trộn đều lên và cho vô trong chai, cho vô trong tủ lạnh luôn. Cuối cùng là Hạnh sẽ cho cái phần kỹ tử vô nè. Rồi bây giờ Hạnh sẽ để ở đây cho chè nguội thì mình sẽ quay lại cho những cái nguyên liệu kia vô để chia sẻ tiếp với cả nhà nha. Cái nồi chè Vũng Nha Hạnh đã để nguội rồi và đã vớt bỏ cái phần lá dứa rồi, thì bây giờ sẽ cho cái phần nhựa đào nè. Nhựa đào này sau khi mình ngâm nè, nhựa đào và tuyết yến thì sau khi mà ngâm xong thì bây giờ Hạnh sẽ đi lọc lấy cái bỏ cái nước đi nha, và mình sẽ rửa qua nhiều lần nước lạnh rồi mình mới cho vô trong chè.
cái nhựa đào mà sau khi rửa xong nè, sau khi mình ngâm nở thì cái nhựa đào nó vẫn còn những cái cục to to, thì mình sẽ dùng kéo mình nhấp cho nó nhỏ ra để khi mà mình uống thì nó sẽ hài hòa hơn. Mình nhớ là mình khi mà mình lọc cái nhựa đào với lại cái tuyết yến thì mình dùng cái rây thật là dày nha, nếu không mà nó sẽ lọt xuống á, sẽ lọt xuống cái rây. À, bất cứ cái món thức ăn thức uống nào khi mà mình sơ chế mình chế biến ở nhà thì nó sẽ đảm bảo vệ sinh hơn này, nó sẽ hợp khẩu vị gia đình mình hơn này, và nó sẽ ngợi về cái giá cả hơn. Tuy nhiên là không phải ai cũng có thời gian để mà vào bếp làm nè, không phải ai cũng có khiếu để làm, cho nên là khi mà mình mua ở ngoài người ta bán thì có thể là giá nó sẽ hơi cao hơn là so với mình làm ở nhà một tí, nhưng mà mình làm thì mình cũng phải bỏ công bỏ thời gian, cho nên là khi người ta làm thì người ta cũng phải có lời. Mình mua ở ngoài thì giá nó cao hơn, nhưng mà đổi lại là mình không có phải làm gì hết á, mình chỉ mua về là mình dùng thôi, mình rất là nhàn luôn. Cái công mà người ta chế biến cho mình á thì cũng rất là hợp lý. Đây, cái tuyết yến là sau khi mà ngâm xong thì nó sẽ như thế này nè, mình nhớ dùng cái rây cho nó dày nha, nó dày như thế này nè, đây là cái rây để rây bột á, nó rất là dày, nó sẽ không có bị lọt cái tuyết yến xuống dưới. Chứ nếu mà mình dùng cái rây mà có cái lỗ to đó thì nó sẽ lọt xuống dưới hết nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho hạt chia vô luôn. Thì hồi đầu cái chè của mình nó rất là loãng, nhưng mà sau khi mình cho hạt chia là tuyết yến và nhựa đào vô thì cái chè của mình nó rất là vừa luôn, nó có cái độ sệt rất là vừa luôn. Thì khi mà có tuyết yến vô thì nó có những cái sợi sợi nè, đây là cái sợi tuyết yến nè, cả nhà thấy không, nó lòng thòng nè. Rồi bây giờ cái nồi chè của mình đã xong rồi, bây giờ chỉ có vô chai rồi bỏ trong ngăn mát tủ lạnh nữa là xong nha. Bây giờ mình sẽ vô chai. Đây là những cái chai nè, thì mình có thể dùng cái quặng ha, mình vô cho nó dễ. Rồi chè sau khi Hạnh đã để cho nó nguội và vô chai nè, thì theo như Hạnh thấy thì cái vị thì vừa uống, nhưng mà cái hạt chia mà theo cái lượng của cái set người ta phân sẵn thì nó hơi ít, nó sẽ không có nhiều hạt chia, thì cái chè của mình nó không có được đẹp lắm á. Cho nên là nếu như mà khi mà mình nấu mình mua set như vậy đó thì mình có thể thêm hạt chia nha, ở nhà mình có hạt chia thì mình thêm vô cho nó sánh hơn, để uống nó sẽ ngon hơn và nó sẽ đẹp mắt hơn. Còn lại thì chè rất là vừa uống nè, các cái nguyên liệu rất là vừa luôn. Đường thì mình thích ngọt thì mình có thể thêm một ít cũng được nha, nấu khoảng 500g đường phèn cũng được. 4 lít rưỡi nước thì mình sẽ nấu khoảng 500g đường phèn là nó sẽ vừa, tại vì khi mà mình nấu mình để ngăn tủ lạnh á thì cái ngọt của cái nước này nè nó sẽ thấm vô trong những cái nguyên liệu này nè, thì nó sẽ bị lạc cái nước đi. Cho nên là nếu như mà mình thích uống cho nó hơi ngọt, có dễ uống đó, hoặc là mình cho đá vào khi uống đó, thì mình sẽ nấu ngọt một tí, khoảng 500g đường phèn nha. Thì đây là chè đã làm xong rồi, rất là thanh mát, rất là vừa uống luôn, rất là ngon luôn, phù hợp cho mọi đối tượng, mọi lứa tuổi, mà đặc biệt là phụ chị em phụ nữ. Cho nên là chị em mình vào bếp nấu cái món này để vừa uống cho gia đình mình uống nè, mà vừa thưởng cho bản thân mình nữa. Cảm ơn cả nhà đã xem clip nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những clip sau.